Nay hướng dẫn các bác cách cắm sim em Facebook đó. Em đã gặp trường hợp khá nhiều bác mà mua bot về cắm sim không nhận mà về em phải cắm hộ. Đây là một cái bác ở cái hàng ở Đắk Nông đây, mua bot của em về lỗi có báo lỗi không nhận sim về, em cắm lại bình thường. Hôm nay làm có gì em hướng dẫn này. Đầu tiên là bác đi này. Chấm lên nhé. Đây là có hai khe này. Bắt đầu các bác nhìn từ cái mặt này nhá. Hai khe này, khe đầu này là thẻ nhớ này, khe thứ hai chấm nhé, khe thứ hai là khe thay sim này, đầu tiên là thẻ nhớ nhé, khe thứ hai là thay sim, thì ở đây nó có cái ký hiệu này, dùng, 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 đấy các bác nhìn này, có cái chữ S này, chữ S này trong chiều vát của nó là cái chiều, tức là chiều bị cắt của nó là nó ngửa lên trên, thì là tức là như thế nào, thì tức là như thế này, chiều vát của nó hướng là phía bên bên tay tay này của em này, chiều vát này. Tốt nhất là các bác cứ làm theo em này, cái mặt đồng của sim này, cái chiều vát này theo hướng từ đây này, bác cắm vào này, hiện tại màn hình không nhận sim này, mặt đồng này, chiều vát này, ấn vào này. Nên lưu ý các bác là khi bác cắm, kể cả bác cắm bất kỳ chiều nào thì sim nó cũng có độ đàn hồi, nó nảy 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 nảy, mà cắm đúng của nó là phải cắm đúng theo hướng dẫn. Cắm xong bấm xuống nó vẫn có độ đàn hồi, cả bác ấn góc đạo cũng thế, nó vẫn có độ đàn hồi, tức là bác bấm xuống nó sẽ nảy lên, bấm xuống nó sẽ nảy lên. Đấy thì mặt đồng ở ngoài này. Sau khi cắm sim xong này, màn sẽ nhận sim nữa. Đây, đã nhận sim lên 4G. Lên 4G nữa. Đã nhận sim nữa, mobile này, em vào internet cho bác xem. Đây, đã hiện 4G nữa. YouTube fan. Ok. Đã có ấy nhá. Em đã tắt đi, em hướng dẫn lại lần này. Các bác nhớ, đây là các cái keyword cắm đúng chiều nó là cái sim này, các bác nhìn có thể qua sim nó bị lệch lệch, nó không thẳng thẳng nhau. Nếu các bác cắm cho chiều ngược lại thì sim nó vẫn có độ đàn hồi nhưng mà nó không bằng nhau. Em sẽ hướng dẫn lại một lần này. Mình lấy sim ra. Đây này. Chiều vát này, lên trên này, sim này, theo cái mặt này, không phải theo cái mặt này đâu nhá, theo cái mặt này, theo cái mặt sần sần này, cắm này. Rồi, ok, tắt clip.